thử thách phối đồ theo kẹo cầu vồng, chọn được màu nào thì mình sẽ mặc đồ màu đó nha. Let's go. Mình thấy kiểu này khá là thú vị mọi người ơi. Để xem mình sẽ lắc ra màu gì nhá. Đầu tiên là màu hồng. Có ngay. Ủa mà là xì bùa. Tiếp theo sẽ là màu váy. Màu xanh. Mình có 3 cái chân váy màu xanh nên chọn cái nào đây mọi người? À đây là quyết định cuối cùng. Lắc đều. Tiếp theo sẽ là màu tóc giả. Màu trắng. Mình có 3 bộ cần giống tóc màu trắng. Mình sẽ lấy bộ này nhá. Đố mọi người biết tiếp theo sẽ là màu gì? Màu đỏ. Ok, mình sẽ đi chọn giày màu đỏ ngay đây. Mình rất là thích đôi này. Ta-da, và cuối cùng sẽ là phụ kiện màu vàng. Chỗ này hình như mình không có màu vàng. Thế thì phải mở cái tủ Doraemon này ra rồi. Trời ơi, mình cảm giác nó không hợp một tí nào luôn ấy mọi người. Thôi thì bây giờ nhìn mình mặc lên xem nó như thế nào nhá. Phối đồ cùng kẹo phần 2. Let's go. Lần đầu có hơi sai sót, lần này mình sẽ làm lại nhá. Umbrella đầu tiên là màu gì đây? Màu đỏ. Mình nên mặc áo hay mặc váy nhỉ? Thôi thì hôm nay mình sẽ mặc váy nhá. Tiếp theo sẽ là màu tóc giả. Ôi giời ơi, cái màu này á. Áo đỏ tóc xanh nhìn nó có hơi ối dề không mọi người? Lắc đều. Giờ thì tới cái gì ta? Giày nhá. Màu vàng. Có ngay. Xanh đỏ vàng, đúng là màu của đèn giao thông luôn. Cuối cùng thì phải lắc nhiệt tình một chút. Mới lắc một cái đã bay ra ngoài rồi. Thế thì màu đỏ là màu chân ái. Phụ kiện màu đỏ thì mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình phải chọn cái nào đây? Thôi thì lấy cả hai cái này nhá. À khoan, đây là phối đồ vui thôi nên là không theo một quy tắc nào cả. Ok, cảm ơn mọi người đã xem. Xong rồi, mình là Windy.